VP Bank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Hết rồi. Dạ, và tôi... Không có gì, ngoài chồng là ca sĩ. Tôi là cái hồ sơ của em nó trắng toẹt. Chỉ có chồng em là có chuyên môn thôi. Đúng vậy. Đối với mọi người có rất nhiều, nhưng với tôi không có gì cả. Tôi chỉ có một trái tim nhân hậu. Ủa? Em ơi, cặp thơ với bạn Nguyễn Trần Khánh Dân nha. Nha. Tôi đến đây để đem tình yêu thương của một người fan đến với idol và lan tỏa tình yêu thương đó với fandom của mình, để cho mọi người cùng yêu thương và cổ vũ idol thật là một cách nhiệt liệt, hết lòng. Em ơi, em có đang làm đúng format không vậy hả? Hả? Người ta vô là dặn là ba người là phải sân si xéo sắc, mà em vô em chơi cái màu khác, mà em chơi tụi tôi rồi. Trời ơi, cái này là cái kịch bản, cái đường đi nước bước của người ta. Trời đất ơi, em hiền hả? Anh Lâm à, anh mới nói gì? Anh nói em không có gì hết hả? Không có, em không có cái gì. Đúng, em không có gì hết. Em chỉ có một người chồng tham gia một cuộc thi âm nhạc xịn ơi là xịn mà anh xin hoài không được. Anh không được có một gọi là bước một nửa chân vô đó. Nhưng mà trong chương trình đó bây giờ tôi là kế toán rồi, tôi chỉ sao bà Nguyệt thôi. Thôi biết chưa? Thì tiền lương của những anh trai thì do tôi phát lương đó, thì tháng này chồng em là tao đi làm, tôi giam 4 tháng. Trời ơi, gia đình em đối treo mỏ em ra. Gia đình em có điều kiện. Nói gì nữa? Nếu như mà em đến đây với một trái tim nhân hậu, nếu như mà idol của em á bị thiệt thòi về mảng đầu tư á, thì em cũng sẽ bỏ tiền đầu tư cho idol. Wow. Em không có gì ngoài điều kiện cả. Thôi biết chưa? Còn tôi, quê hương Đồng Nai, chào đón một người con rất hài, em để xa đây, đừng có để gần, tôi nuốt cái mì. Trở về quê xa quá. Trở về quê hương, thăm mẹ cha bà con làng xóm. Ngày xưa chẳng ai biết ảnh hài, giờ này người ta thì gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm, diễn hài mau chạy đi thôi. Ủa sao vậy? Bởi vì bây giờ tôi đã chuyển qua làm ca sĩ rồi. Tôi là một người gọi là đầy đủ tài năng. Tôi hội tụ những tinh hoa, tinh túy, đất trời, muôn loài, muôn thú. Thấy cái gì vậy trời? Không, vậy em gom lại muôn loài thú nó hợp hơn. Vậy rồi. Nó ngắn gọn. Ngoài là diễn viên ra thì tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Gì tôi cũng làm được. Giác được không? Trọng hồ được không? Trời ơi, nói gì nữa? Và gì vậy? Ướt hả? Anh ơi, giang anh nước miếng dính tay. Anh nói chuyện nhẹ nhẹ. Không có tay. Không thì em kẹp vô đây. Ok, giúp đỡ giùm đi. Chưa, đẹp. Không gì giọt nước miếng luôn à. Ghê quá. Đó, thấy mọi người thấy không à? Nói chung là dàn âm thanh rất mệt mỏi với tôi, bởi vì tôi nói cái nào là mi hư cái đó. Bởi vì sao? Chất giọng, cái nội lực từ bên trong tôi thốt ra, tôi không phải thốt ra bằng những cái sợ gân cổ mỏng manh và yếu ớt như ba người còn lại. Tôi dùng nội lực từ cái bao tử của mình. Em nói bằng bao tử. Không, cái này em công nhận nha. Tại vì ở đó giờ em nghe nói là nói tới mà rách miệng là em chưa thấy ai. Đây là trường hợp ví dụ. Anh nói mà rách cái cơ hàm anh luôn nè. Trời ơi, vậy tính ra là cái dây thanh quản của Lâm là như mấy cái dây cáp treo đó. Đúng rồi. Với lại bây giờ tôi cũng sở hữu những cái MV cũng không kém gì chị. Thì khi mà tôi ra MV thì cộng đồng mạng tấn công tôi rất là nhiều. Không ủng hộ mà lại tấn công. Đúng, không ủng hộ. Nhưng bây giờ tôi có dấu hiệu là mọi người đang quay xe. Ủng hộ. Đúng, tại vì coi những MV chuyên nghiệp quá mệt mỏi rồi. Đúng, đúng. Cho nên họ muốn quay về những cái MV gọi là đúng. Nó nghiệp dư và nó bán chuyên nghiệp. Cho nên tôi không hiểu chuyện gì, dạo gần đây những MV của tôi nó view lên view view. Bà vua. Trời ơi, nói còn lừa điệu gì. Đúng. Sao làm thuyền trưởng đây? Được chứ. Ngoài ra tôi còn có các bằng như sau: bằng lái xe thi 14 lần. Ủa? Hơn mình thì... Hơn. Bằng diễn viên. Bằng người dẫn chương trình. Đâu? Nói không làm sao mình tin được. Nói có sách, mách có bằng. Đúng bằng vậy đâu? Vâng ơi, mở, mở giùm đi. Cái gì vậy bà nội? Một, hai, ba. Bành ra, đọc giùm đi. À, đây, chúng ta sẽ có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. À, Lê Dương Bảo Lâm, anh học gì vậy? Ủa? À, thanh nhạc. Loại gì em ơi? À, lọ dở. Điên. Giỏi nha. Dở chị ơi. Lọ dở có mộc đỏ đàng hoàng là do nhà văn hóa thanh niên cấp cho tôi. Nhà văn hóa thanh niên cấp cho tôi. Bên cạnh đó tôi còn có rất là nhiều bằng của cung văn hóa lao động nữa. Em coi. Giỏi luôn á. Giỏi. Ngày tốt nghiệp thanh nhạc em hát bài gì vậy? Hả? Hát bài đó là bài gì đó? Cô kia đó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng tới đó là người ta chấm giỏi liền. Đúng rồi, người ta nói giỏi quá.
Nghề chung phổ thông của chúng ta còn có các bằng như là nghề phổ thông, giấy chứng nhận nghề phổ thông của. Ủa, gì vậy? Cái này là anh thi nghề để được cộng điểm thi tốt nghiệp 2 điểm, đúng không? Đúng, nói chung nghề nào cũng làm được, hãy vô là làm nghề được hết, nghe không? Trời ơi, bằng tin học ứng dụng trình độ A vậy. Tin học, tin học này không phải là bằng... Có dùm dùm cho mấy cái hình hồi xưa chưa có mừng gì đó. Tin học này là phải có niềm tin, là cái học niềm về niềm tin chứ không phải học về tin học kia nha. Đúng này. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh. Đúng. Đi học đại học ăn có chưa anh ơi? Ủa vậy hả? Ở dưới là người dẫn chương trình truyền hình. Cái này là của cung văn hóa lao động cấp nè. Đúng. Mà sao giờ anh diễn như cung khò? Trời ơi. Anh có cái bằng gì á? Bằng gì? Bằng phục hồi nhân phẩm nữa. Không, bằng đó tôi đang xin. Thì đó, nói chung tôi có rất là nhiều thứ. Ngoài ra tôi có một cái quán và một cái sân khấu dành cho tất cả các nghệ sĩ hạng A đã về quán của tôi. Giả dụ như là Hiếu Thứ Hai, Eric, Hồ Ngọc Hà, nói chung là những ngôi sao hạng A đã về. Và hiện tại quán quán đó là quán không phải biết sao, quán đó là quán lợi dụng tình bạn đúng không? Cho nên là bây giờ nó gọi là không có cái hậu vật. Nhưng mà anh nhiều kỹ năng quá thì không biết là anh lựa chọn cái kỹ năng nào là chủ yếu để mà mình làm thuyền trưởng trong chương trình. Đúng. Tay bằng miệng, miệng bằng tay. Ủa gì vậy? Là cái đó có bằng chưa? Cái miệng của tôi như là cái khoang thuyền vậy đó. Tất cả các idol của tôi ngày hôm nay cũng như là các fan hãy vào khoang miệng của tôi. Cái gì? Hãy khoang tàu, hãy vào khoang tàu. Tôi sẽ là thuyền trưởng lèo lái như con thuyền chúng ta. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi một muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Rồi, đại tôi thấy có cái bằng MC. Có bằng MC không? Lấy cái bằng MC là em chị đi. Tôi muốn nói các fan ơi, các idol ơi, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Hãy đi cùng Lâm, ba người còn lại không chung thuyền chung tàu với tôi. Chúng tôi là mỗi người một thuyền, mỗi người một ngựa. Đúng như vậy, thuyền tôi neo ở cầu Bình Lợi nha. Đừng ai bước lên. Nói chung thì chúng ta cùng... Ê, hai người này không cầm được chứ em cầm được. Ủa vậy đó. Hả? Cảm ơn chị. Dạ. Thì bốn thuyền trưởng của chúng tôi tuy là khác thuyền thôi nhưng mà vẫn chung thủy. Dạ. Ba người còn lại là thuyền thúng, thuyền lãi, thuyền mo, đốm. Còn tôi là du thuyền, sang trọng. Show này không có bao nhiêu tiền nhưng mọi người thấy là người tôi là gọi là tiền không trong đó. Anh mà cần gì phải đi du thuyền, thả anh xuống nước anh đâu có chìm đâu, anh mặc nguyên cái áo phao rồi. Ai thiết kế cho anh bộ đồ? Tôi sợ ngày hôm nay các idol của tôi bị bơi cho nên tôi đã mặc áo phao vô. Các idol mà lỡ mà bị chìm là tôi thải áo phao rồi cứu idol tôi liền. Các idol hãy bơi thoải mái, có áo phao rồi. Bên em cứu hộ cứu nạn. Tôi sợ idol của tôi lạnh, đứng bơ vơ một mình trên sân khấu cho nên là tôi đã chuẩn bị một hát. Chiếc áo rất là ấm áp để sưởi ấm cho các idol của tôi. Người ta hát đâu thôi chứ đâu có diễn hài quăng miếng rớt đâu mà lạnh. Không lạnh chứ, nhiều khi mình diễn mà ở dưới idol các bạn fan không tương tác là lạnh chứ. Đúng không? Hoặc là máy lạnh mở lạnh quá cũng lạnh chứ em. Em bài gì? Mấy ngày hát được không ta? Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ. Khóc nữa thì anh khóc. Viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra. Biết đâu đến về chỉ mình chờ lấy ta. Thì đành giấu giếm phần thơ riêng mình thôi. Nhưng em chưa thấy nước mắt nè, em chưa thấy nước mắt. Trấn Thành ơi, Hà Trần đang đến. Hà Trần ơi, em xem này. Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau. Tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu. Chờ một ngày tình cờ bước qua nhau một giây thôi. Để tình cờ được thấy như ta còn chung đôi. Năm tháng qua anh cứ ở như ta chưa chia ly. Rồi hàng trăm lý do để con tìm quên anh đi. Từng ngày đều phải cố gắng luôn tươi cười. Trở thành một thằng ngốc ngơ. Anh nhớ hả vì em à? Yeah. La 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 la. Everybody clap 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 clap. La 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 la. Ganga ganga la 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 la.
chống mắng từ anh như là nhanh lên từ 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 Đâu có biết hát, hát đi. Hát thử. Đâu có hát được. Hát đi, hát đi. Không, mấy người đâu hát được đâu. Eo. Hát đi xong đền. Dạ, ai cũng có bài hit luôn. Tác phẩm Cánh Hồng Phai ve hát chay từ chú Thành. Xin được bắt đầu. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, dưới chân nàng, là cho tôi xuân rơi theo môi tình. Anh Diệu đây, lại nắm tay, cứ đi qua là đòi, là nắm tay. Các anh trai chứ đâu hả? Hay là Đà Lạt? Quay đến 6 giờ sáng rồi, thứ mà ăn. Chị đây. Trời, mấy em vẫn còn cười luôn, hay quá. Anh cứ đi trên con đường xưa, khi ta bên nhau. Em mến anh trước khi mình say xưa, mơ đêm thôi. Nhớ em. Ôi. Gặp lại rồi. Đẹp quá. Cảm ơn các bạn. Rồi bên kia. Trời ơi, mọi người khỏe thật sự á. Cảm ơn mọi người. Anh đứng đâu? Nhìn hết rồi. Không thấy đâu. Ủa chết sao? Đâu bánh của các bạn tặng chị. Chị lừa dối em à? Hả? Chị cũng lén lút ăn mà chị lừa dối em. Khán giả mới tặng. Thôi chị đừng nói gì nữa. Trời ơi, đừng có nói gì để chia rẽ khán giả các bạn. Đúng không anh Hải? Mặc như thế rồi. Hôm nay anh Hải lạ quá ha. Em thử nghĩ xem. Sáng nãy giờ em chưa khen đó. Ừ. Nhưng mà thường có cái đó lạ quá. Nhưng mà thường là người gầy như anh em mình là sẽ không có bị đổ mồ hôi nhiều đó. Hả? Bây giờ em tự tin em nói là người gầy như em anh. À, người gầy như anh em mình đó là sẽ không có bị đổ mồ hôi nhiều. Ổn thương. Đúng ổn thương. Hết tổ. Cao hơn nữa. Thì không, giống không? 2 ký thôi. Cho trả giá đi. Ốm lắm rồi. 2 ký nữa. Đủ rồi chị. Không phải. Vậy nè. Bây giờ bao nhiêu ký rồi? Em hiện tại là 47. 47 rồi, lên 50 là đẹp. Hả? Ủa sao lên? Ta đang muốn không, xuống thật. Mà. Không, anh đang bảo vệ sức khỏe cho em mà. Đang xuống thì mình đi hát thì phải có sức khỏe. Đừng ốm quá. Dạ em cũng khỏe mà. Không, nhưng mà nếu mình đi nhiều ấy là mình sẽ đuối. Biết rồi. Em cũng đi nhiều mà, em quay cả ngày. Thế thì em đi nhiều, anh khuyên em lên 3 ký. Thôi. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.